Truyện cổ nước Nam, tập 36, Sự tích còn chế, làm ơn hóa hại. Sự tích còn chế, ngày xưa có một người lái buôn rất khá giả, ông ta có hai đời vợ, cả gia đình sống trong giàu sang sung sướng, cơ ngơi vững chắc. Người vợ cả qua đời để lại một đứa con trai còn nhỏ tên là Văn Linh. Người vợ kế cũng có một con trai tên là Văn Lan. Văn Lan và Văn Linh chơi với nhau rất thân thiết. Anh Linh, anh hiền quá để tụi nó ăn hiếp hoài. Thì đã có em rồi, anh còn sợ đứa nào? Ừ, đứa nào mà đụng tới anh là chết với em. Hai anh em luôn sống nhường nhịn, giúp đỡ nhau. Anh Linh ơi, cho anh cái này nè, mẹ cho em đó. Em ăn đi, em nhỏ hơn anh phải nhường chứ. Thôi, chia đôi vậy. Văn Lan càng thương anh Văn Linh thì mẹ của Lan càng ghét cay ghét đắng Linh, lớn lên nó sẽ giành hết của con mình. Nghĩ như vậy, bà ta càng ghét và xem Linh gần như là kẻ thù. Nè Lan, tránh xa thằng Linh nghe con. Sao vậy mẹ, anh hai tốt với con lắm mà. Ừ, nó làm bộ đó, tránh nó ra. Không, con thương anh con. Theo năm tháng, hai trẻ lớn dần lên, nay đã thành hai chàng trai trẻ trong làng. Trời ơi, thằng này nó càng lớn càng làm mối nguy hiểm cho mình. Đột nhiên cha của Văn Linh và Văn Lan bị bệnh nặng. Văn Lan đến, cha bảo con mất cha còn có mẹ, tội nghiệp Văn Linh. Còn bà mẹ cứ nghĩ ngợi lo lắng. Trời ơi, tục lệ kỳ cục, nó là con trưởng sẽ hưởng hết. Còn ta và con ta chỉ vài mẫu ruộng và cái trại bên kia đồi, làm sao mà chịu được. Không, ta phải được cả. Ồ phải, ta phải chiếm lấy cái gia tài này. Bà ta quyết hành động. Này Linh Lan, mẹ nhờ hai con sang làng bên mua cho mẹ một số gỗ. Mẹ mua gỗ làm gì? Các con à, phải sửa sang nhà cửa lại chứ. Dạ, chúng con sẽ đi. Thưa dì, bao giờ lên đường? Sáng mai đi mua ngay cho mẹ. Hôm sau, trước khi hai cậu lên đường, bà ta cho gọi đứa con riêng của mình. Con ơi, con hãy tìm cách khử nó đi. Mẹ, mà nói gì lạ vậy? Trời đất, ngu ơi là ngu. Mẹ đang lo cơ đồ cho con mà con không chịu hiểu à? Mẹ con... Xuyệt, đừng có lớn tiếng. Nó mà còn sống thì mẹ con ta không có một miếng đất cắm dùi đó. Mẹ à, anh con không tệ vậy đâu. Con phải làm theo lời mẹ, nếu không mẹ bỏ nhà, mẹ đi sớm cho rồi. Này, rừng nhiều thú dữ, sức con thì khỏe gấp đôi nó. Nếu như con khôn khéo và kín đáo thì con chẳng còn sợ tội vạ gì hết. Người mẹ nói thêm, có trừ được nó thì mẹ con ta mới sung sướng mãi mãi. Văn Lan không muốn nghe lời mẹ, nhưng cũng không muốn làm phật ý bà. Thôi được, để con làm. Thế mới là con mẹ chứ. Thôi, đi đi con. Bà ta ra ngoài, đòn đá. Đây, tiền đây, các con nhớ chọn gỗ tốt nhé. Linh đâu biết gì, dạ dì cứ tin tụi con, đã có Văn Lan rồi. Văn Lan cứ giả tảng, khăn gói đi cùng Văn Linh. Hai anh em đi đến cửa rừng, Văn Lan nói thật âm mưu của mẹ mình cho Linh nghe. Mẹ em vậy đó. Trước sau gì bà cũng tìm cách ám hại anh. Sao em không làm theo lời mẹ em? Không, em không thể làm như vậy dù là với ai khác. Huống chi anh lại là anh của em, sao nỡ hại nhau? Văn Linh bối rối, giờ tính sao đây? Lan dúi toàn bộ số tiền mua gỗ vào tay Linh. Anh à, anh hãy cầm lấy số tiền này và trốn đi thật xa. Anh biết đi đâu bây giờ? Đi đâu cũng được, hãy tạm lánh đi, sau này anh em ta lại về sống chung với nhau. Sao chú tốt với anh thế? Em đã nói rồi, anh là anh của em. Vì em không muốn làm mẹ buồn, tất cả của cải ấy vẫn là của anh. Em sẽ làm lụng giữ gìn cho anh em mình sau này. Thôi anh hãy đi đi và hãy giữ mình nhé. Hai anh em ôm nhau khóc ròng. Chú, anh. Khi Văn Lan đi rồi, Văn Linh giết một con chó bồi máu khắp mình. Xong thế này, đố mẹ biết. Văn Lan về tới đầu làng. Hu hu, anh Linh tôi đã bị hổ vồ mất tích rồi.
số cậu ấy rủi quá, nhà ấy không có phúc. Còn bà dì ghẻ thì rất mừng, ha ha, mưu của ta đã thành, từ nay không còn gì phải lo. Nói về Văn Linh, sau khi đau đớn từ biệt em mình, ôi ta biết về đâu. Một thân một mình, từ bé tới giờ ta có rời khỏi nhà đâu. Bờ vờ dưới vùng đất lạ, chàng không biết về đâu. Một hôm, ồ ta biết về đâu. Chàng ôm mộ mẹ, nằm lên mộ mà khóc than, mẹ ơi con khổ quá mẹ ơi. Một lúc sau, Văn Linh ngủ thiếp đi ngay trên mộ mẹ. Dưới mộ, mẹ chàng quá thương con nên hiện lên thành con phượng hoàng có đôi cánh to, mẹ sẽ che chở cho con. Khi trời sắp sáng, phượng hoàng dùng chân quắp con bay lên một hòn núi xa, con sẽ ở đây chờ ngày vinh hiển. Phượng hoàng hạ cánh, Văn Linh chợt tỉnh. Ơ, ta đang ở đâu đây? Ta là mẹ con hãy ở đây, chớ về nhà mà nguy hiểm. Ôi mẹ, con sợ quá. Hằng ngày mẹ sẽ đến với con đừng sợ. Phượng hoàng hóa núi đá thành nhà cửa và mọi vật dụng cần thiết cho Văn Linh. Con hãy ở lại đây tiếp tục việc học tập. Dạ, con xin nghe lời mẹ dạy. Ngày ngày, Phượng hoàng mang sách vở đến cho con ôn luyện. Ban ngày Phượng hoàng biến đi, chỉ còn Văn Linh một mình học tập. Ta phải chăm học để thay đổi đời ta. Phía dưới núi là một xóm nhỏ, ở đây có nhà cô gái tên Ngọc Châu, nàng cũng sớm mồ côi sống bằng nghề dệt vải. Trên kia, dạo này sao lại có bóng người nhỉ? Ngọc Châu sống cùng một người tớ gái rất trung thành. Này, em có nghe thấy tiếng chim phượng hoàng gáy vào mỗi sáng? Dạ, em có nghe cả tiếng đọc bài sàng sảng của một chàng trai nữa. Này, em thử lên trên đó tìm cách dò xem sao. Được, em sẽ đi. Một hôm người tớ gái lần lên triền núi ấy. Ồ, nhà đẹp quá. Nhà có ai không? Có tôi đây, cô nương cần chi? Dạ, nhà tôi ở dưới kia, chẳng may lửa bị tắt hết, xin nhờ anh một tí lửa. Đây, xin cô cứ tự nhiên. À, còn tôi thì lại hết dầu. Vậy mời anh hãy xuống nhà tiểu thư tôi, ở đó luôn có dầu đấy. Xin đa tạ, anh nhớ xuống nhé. Thế là hai nhà ấy quen biết nhau, trở thành bạn láng giềng. Có cô tối lửa tắt đèn nhờ cậy nhau cũng đỡ. Ngọc Châu cười, thì chúng tôi có chàng cũng tốt hơn. Rồi một hôm Ngọc Châu mở lời, chàng ở trên đó đi lại khó lắm, lại vắng vẻ, hãy xuống dưới này tiện hơn. Mẹ của chàng nghe chàng hỏi ý kiến, bà hiểu rằng hai trẻ đã phải lòng nhau. Được, con cứ làm theo ý con. Từ đó họ ở chung nhà và một đám cưới nhỏ được tổ chức cho hai người. Mẹ rất mừng, từ nay mẹ sẽ không về nữa vì con đã có nơi nương tựa rồi. Năm sau con hãy lại kinh ứng thí, tốt lắm đó. Thật vậy, trong kỳ thi năm ấy, Văn Linh đỗ cao, được bái tổ vinh quy, quân gia rầm rộ. Văn làng được tin mừng rỡ, khăn áo ra đầu làng đón anh mình. Ôi, anh Văn Linh, em đây. Hai anh em gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Anh về đây ở luôn với em nhé. Riêng bà dì ghẻ khi nghe tin Văn Linh bái tổ về làng, bà sợ hãi. Trời, nó chưa chết, chết tôi rồi. Bà ta sợ quá không kịp trốn, bèn chui xuống gầm ghế nắp. Nhưng vì quá sợ hãi cho tội ác của mình, bà ta vỡ mật mà chết, hóa thành con dế. À! Làm ơn hóa hại. Thở xưa có một người sống rất tốt với mọi người, ông tên là Trần Công. Trần Công đi lại khắp nơi và luôn giúp đỡ mọi người từ việc nhỏ đến việc lớn. Có lần ông có việc phải đi ngang qua làng Hạ Hòa. Ủa, sao cảnh làng hoang vắng quá vậy nè? Thật vậy, mọi người trong làng đều đi đâu cả, Trần Công lại đang khát cháy cổ. Ồ, không hề có một hàng quán nào. Ông đánh liều tìm đến các lù vại của các nhà, nước khô queo, không có lấy một hạt, lạ thật. Ông đi tìm giếng, nhìn xuống, trời đất, khô queo luôn. À, ta hiểu rồi, cả làng đang bị hạn hán đây. Và ông khát quá đi không nổi. Ồ, cả sông hồ mà cũng thế ư? Có lẽ dân làng chết cả rồi,
nhưng sao không thấy xác của họ? Thế là ông đi tiếp với cái khác chết người. Ôi, khác, khác quá. Mãi sau ông mới gặp một đám người cho xin miếng nước, khác quá. Lập tức một người mang nước đến cho ông uống. Có nước uống một lúc sau thì ông tỉnh lại. Cả làng tôi bị hạn hán, chỉ còn có mỗi khe nước nhỏ bé này là có nước, ít lắm. Tôi hiểu rồi, cảm ơn đã cứu mạng. Ông đi đâu vậy? Chúng tôi nhờ ông một việc được không? Nói đi, các người là ân nhân của tôi sẽ giúp. Hãy tìm bà thần mưa, xin bà ấy mưa xuống vùng Hạ Hòa chúng tôi. Thế là Trần Công nhận sứ mệnh đi tìm thần mưa. Ta sẽ tìm cho bằng được bà ấy thì mới về, hãy yên tâm. Ngày qua ngày, Trần Công băng rừng lội suối đi tìm thần mưa. Một hôm ông đi ngang một khu rừng. Cứu tôi với, xin cứu tôi. À, một con khỉ bị mắc bẫy. Được, để tao giúp. Con khỉ được cứu sống, chỉ cho ông xứ sở của thần mưa. Tới đó xa lắm, tôi tặng ông chiếc gậy thần, nó sẽ giúp ông. Ông cầm gậy gõ xuống đất, đường đi về rút ngắn lại. Cảm ơn. Nhờ gậy thần ấy, Trần Công đến được xứ của thần mưa. Tại sao bà không làm mưa mà lại để có những nơi bị hạn? Ta đang bị một chứng bệnh không đi xa được, mà con ta lại đi vắng. Vậy ta nhờ ngươi thay ta vậy. Tôi biết gì mà làm thay bà. Đây, hãy cầm cái bầu và cành cây này, lấy cành cây nhúng nước rải nhẹ xuống trần. Được, tôi làm được. Trần Công làm theo đúng lời bà thần mưa chỉ. Mưa rồi, hay quá. Bà thần mưa gọi một con sư tử đến và dặn, nó sẽ chở ông đến những nơi cần làm mưa đấy. Thế là Trần Công thay thần mưa đi làm mưa cho trần gian. Mưa, mọi người sẽ có mưa. Trần Công cứ đứng từ trên mây để sư tử chở đi khắp nơi. Chỉ cần nhúng nước trong bầu rải nhẹ xuống trần là có mưa. Lạ thật, hay thật, ha ha. Thế là Trần Công đi khắp nơi làm mưa. Mưa, mưa đi cho mọi người có nước uống. Khi đến vùng trời Hạ Hòa, à, xứ Hạ Hòa này ao hồ sông suối gì cũng càng ráo. Vậy ta sẽ cho mưa càng nhiều càng tốt, ta phải giúp họ xua đuổi hạn hán nhanh chóng mới được. Nào, ông hãy kể lại cho tôi nghe xem ông đã làm được những gì. Hôm nay tôi giúp cho bà được nhiều lắm, nhiều nơi đã có mưa. Thế ông làm thế nào, có đúng lời tôi dặn không? Có chứ, tôi cầm cành lá nhúng vào bầu, rải nhẹ nhẹ, từ từ. Đúng rồi, cảm ơn ông đã giúp tôi. Còn ở vùng Hạ Hòa mà tôi đã đi qua, ở đó hạn hán kinh khiếp. Dân họ sắp chết khát, chết đói vì không có một giọt nước. Thì ông cho mưa nhiều một tí. Đúng đúng, tôi biết vậy nên đã đổ ụp nguyên cả bầu nước xuống vùng ấy rồi. Bà thần mưa thắt kinh thét lên, hả? Trời ơi, ông đã hại họ rồi. Ông có biết rằng chốn ấy bây giờ đã không còn một móng nào sống sót không? Trời, bà nói gì vậy? Tôi chỉ muốn giúp họ thôi mà. Ơn họ đã cứu tôi. Trần Công vẫn còn chưa tin. Bà thần mưa tiếp. Thôi thôi, tạm biệt bà. Tôi sẽ về và ghé lại thăm họ đây. Thế là ông vội vã quay lại Hạ Hòa. Đi mau, coi sự thể ra sao. Ông sực nhớ đến gậy thần. Ông gõ xuống đất. Đưa ta về Hạ Hòa, mau. Lập tức, ồ, tới rồi ư. Trước mặt ông là một vùng bình địa. Ơ, nhà cửa đâu? Ông chạy khắp nơi, làng mạc cây cối đâu cả rồi? Hoàn toàn hoang vắng, không có một mái nhà, chỉ còn toàn là đất, đá và nước. Cả tảng đá to mà ta đã nằm nghỉ cũng không còn ư. Trần Công có biết đâu khi ông đổ cả bầu nước xuống vùng Hạ Hòa. Lụt, lụt lớn lắm bà con ơi! Cơn lũ ập tới quá nhanh, không ai kịp chạy, toàn bộ nhà cửa và cả dân làng bị nước cuốn đi một cách tàn bạo. Ông thẫn thờ ân hận, muốn khóc cũng không khóc nổi, vì quá kinh hoàng vì việc mình đã gây ra. Trời ơi, thật có ai ngờ, làm ơn mà hóa ra hại, mình chỉ muốn họ có thật nhiều nước thôi.